Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các ban chỉ đạo của 25 tỉnh biên giới và tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải làm cho phụ huynh, học sinh yên tâm an toàn thì mới cho quay trở lại học tập. Đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Tìm nguyên nhân nước suối Ngòi Đun có màu đen và nhiễm bẩn. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 2, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các ban chỉ đạo của 25 tỉnh biên giới và tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống dịch bệnh. Dự cuộc họp tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Lào Cai. Tại cuộc họp trực tuyến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các địa phương, cơ quan, thông tấn, báo chí cần thông tin kịp thời, thông suốt, minh bạch về tình hình dịch bệnh. Các địa phương cần báo cáo rõ tình hình dịch bệnh, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch. Đối với việc đưa học sinh quay trở lại trường học, cần phải làm cho phụ huynh, học sinh an tâm thì mới cho đi học trở lại. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chính quyền, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo an toàn trường học, lớp học một cách thật sự. An toàn ở đây là ở góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, phụ huynh. Không nên cho học sinh đi học trở lại mà vẫn lo sợ bị lây nhiễm, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp. Đồng chí Phó Thủ tướng cho rằng, việc học sinh tiếp tục nghỉ học chắc chắn sẽ có xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và công việc sinh hoạt của phụ huynh, xã hội. Tuy nhiên, những điều đó không thể so sánh được với sức khỏe, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân. Tại các điểm cầu trực tuyến, lãnh đạo các địa phương cũng đã có ý kiến phát biểu, đề xuất trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước các kiến nghị đề xuất của các tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia cũng đã có giải pháp rõ ràng và đưa ra các giải pháp cụ thể giúp các tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai cho biết, thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 432 trường hợp cách ly, trong đó 150 người là công dân Lào Cai, còn lại là ở các tỉnh thành khác. Thời gian qua, tỉnh Lào Cai thực hiện cách ly điều trị cho 72 người, hiện 38 người đã xuất viện, còn 34 người đang cách ly điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, và có 16 trên 16 trường hợp được xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19. Trước những khó khăn trong công tác phòng chống dịch, tỉnh Lào Cai cũng đã có một số kiến nghị đề xuất như việc cách ly các đối tượng, các trường hợp từ huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đến Lào Cai, thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay gặp khó khăn do nguồn cung ứng không đủ so với nhu cầu. Khó khăn trong việc hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng cần cách ly theo dõi, việc thực hiện di chuyển người được cách ly về các địa phương khác và công tác nhập cảnh xuất cảnh các chuyên gia Trung Quốc hỗ trợ sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đánh giá cao sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh, tiếp tục rà soát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện pháp khoanh vùng, đối phó, chống lây chéo, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch. Sở Y tế Lào Cai vừa phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh do COVID-19 hay còn gọi là nCoV cho các cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến các trạm y tế xã phường. Hội nghị trực tuyến đã kết nối đến hơn 300 điểm cầu trong toàn ngành. Các cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến các nhân viên y tế thôn bản đã được cập nhật tình hình mới nhất về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus nCoV trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh. Giảng viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã trao đổi, phổ biến quyết định mới nhất của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp, hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, cơ sở cách ly tập trung đối với người có nguy cơ mắc. Buổi tập huấn đã giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ y tế tuyến xã, thôn bản, giúp họ thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra đang diễn biến hết sức phức tạp,
thì việc đẩy mạnh ý thức phòng chống dịch bệnh tới mỗi người dân, mỗi cá nhân là điều hết sức cần thiết. Tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, ngay từ những ngày Tết, phòng chống COVID-19 đã trở thành việc làm thường xuyên, được đội ngũ cán bộ nơi đây chấp hành hết sức nghiêm túc và hiệu quả. Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay bằng thuốc sát trùng. Đây là ba quy định bắt buộc đối với những bệnh nhân đến điều trị cai nghiện tại cơ sở này. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến điều trị, tư vấn, uống thuốc tại đây. Những nỗ lực của đội ngũ cán bộ trung tâm kiên trì nhắc nhở, hướng dẫn, tư vấn cho tất cả các đối tượng về phòng chống dịch bệnh đã mang lại hiệu quả tích cực. Tới thời điểm hiện tại, gần như 100% bệnh nhân tới điều trị đều thực hiện đúng yêu cầu nói trên. Nói chung là chúng tôi đến đây điều trị methadone thì được cơ sở phát khẩu trang và rửa tay bằng nước khử trùng. Nói chung là đến đây thì yên tâm thôi, không có vấn đề gì cả khi đông người cả. Mình cũng phải chủ động phòng tránh. Tại mỗi khu vực của cơ sở, khẩu trang luôn sẵn sàng để cấp phát miễn phí cho bệnh nhân. Thuốc sát trùng cũng được bố trí đặt tại nhiều nơi. Mỗi buổi sáng, trung tâm sẽ phân công người phun khử trùng, lau dọn bằng hóa chất ở những địa điểm nhiều người qua lại, làm sạch các vách kính, tay nắm cửa. Riêng phòng tư vấn, bên cạnh việc tư vấn cai nghiện, còn truyền đạt nhiều thông điệp về phòng chống bệnh tật tới tất cả mọi người. Phòng đã được ban giám đốc phân công nhiệm vụ cho là thường xuyên là tư vấn cũng như là tuyên truyền đến các bệnh nhân và phát khẩu trang miễn phí cho tất cả các bệnh nhân khi vào uống thuốc, là bắt buộc là sẽ phải đeo khẩu trang và sát trùng tay. Và sau khi uống thuốc xong ấy thì là các cũng đã phân công các cán bộ phòng là chủ động trực tiếp ra tiếp cận các bệnh nhân, là yêu cầu các bệnh nhân là sau khi uống thuốc xong ấy là cũng nhanh chóng di chuyển về nhà, tránh nơi tụ tập, nơi đông người ạ. Ngay bản thân chúng tôi ấy, thì bao giờ cũng phải làm gương để làm mẫu đi đầu ạ. Thì trong cái quá trình làm việc và tiếp xúc với bệnh nhân ạ, 100% cán bộ ở cơ sở ấy, là đều đeo khẩu trang 100% trong quá trình làm việc và trong quá trình đi lại hàng ngày và về nhà thì đều là đeo khẩu trang trong quá trình là di chuyển như vậy ạ. Việc tổ chức tiếp đón các nạn nhân bị mua bán trở về sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở nhà nhân ái cũng được thực hiện nghiêm túc. Tất cả đều phải kiểm tra sức khỏe, nếu phát hiện nghi vấn phải chuyển đến bệnh viện tỉnh để khám và cách ly kịp thời. Hiện tại, cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện methadone đang có trên 400 bệnh nhân điều trị thường xuyên. Hầu như ai cũng có ý thức chung sức để phòng ngừa dịch bệnh. Về phía mình, cơ sở đã rất chủ động trong việc trang bị các phương tiện bảo hộ, phòng dịch với phương châm tại chỗ. Sau một cái thời gian mà tình hình dịch nó bùng phát ở Trung Quốc hoặc là một số nơi thì là giá khẩu trang lên rất là cao. Thế thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, cho nên là chúng tôi cũng đã dự trù ngay từ thường xuyên, và đây cũng như là một công việc thường xuyên. Cho nên là chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn khẩu trang và đủ phát cho cái số bệnh nhân. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục cho một cái đợt mới. Tuy nhiên là về cái kinh phí thì hiện nay chúng tôi cũng đã đề xuất được Sở Lao động Thương binh Xã hội và Sở Tài chính đang xem xét sẽ có cái cấp để đảm bảo cho các cái hoạt động phun thuốc khử khuẩn cũng như là công tác vệ sinh phòng dịch được tốt hơn. Thế về cái nguồn kinh phí thì chúng tôi trước hết là sử dụng theo cái phương châm là tại chỗ, thì là trong cái điều kiện của đơn vị như thế nào thì chúng tôi cứ thực hiện như thế trước. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, việc thay đổi nhận thức của từng cá nhân trong việc tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ dịch bệnh là yếu tố hết sức quan trọng. Những nỗ lực của cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện methadone như chúng tôi vừa đề cập ở trên đã chung tay cùng với cả cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sở Giao thông Vận tải Xây dựng Lào Cai vừa quyết định giảm số chuyến xe chạy tuyến buýt 01 thành phố Lào Cai thị trấn Sapa. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra nên nhu cầu đi xe của hành khách giảm. Cụ thể sẽ giảm số chuyến như sau: giảm 4 lượt xe trên ngày, từ 48 lượt xuống còn 44 lượt trên ngày tuyến xe buýt 01, trong đó giảm 2 lượt xe trên ngày tại các giờ xuất bến 5 giờ 20, 17 giờ với lượt đi và giảm 2 lượt xe các giờ xuất bến 7 giờ, 18 giờ 30 đối với lượt về. Công ty cổ phần vận tải Lào Cai là đơn vị khai thác tuyến xe sẽ có trách nhiệm tổ chức khai thác tuyến xe buýt theo đúng các chỉ tiêu đã nêu, thông báo cho khách mua vé tháng, hành khách đi xe hàng ngày và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 15 tháng 2, đồng thời thực hiện các quy định khác về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Thực hiện hiệu quả năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Lào Cai đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của COVID-19 đã ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông. Nhằm chung tay ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo cho người dân tham gia giao thông an toàn, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực. Trong những tháng đầu năm, bên cạnh việc tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, thì việc tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm khác cũng được đội cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố Lào Cai tăng cường thực hiện. Trước những diễn biến bất thường của COVID-19, quy trình thực hiện đo nồng độ cồn cũng được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố thực hiện nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của Bộ Y tế. Cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ sẽ đeo khẩu trang y tế. Mỗi người vi phạm vẫn dùng một ống thổi riêng. Ngay sau khi thổi xong, cảnh sát giao thông sẽ dùng cồn sát khuẩn để vệ sinh máy rồi mới lắp ống mới cho người tiếp theo. Ống cũ sẽ được bỏ vào bao rác thải y tế và xử lý theo đúng quy định. Hôm nay được các đồng chí ở đây xử phạt với lỗi là không thắt dây an toàn và dẫn sử dụng ống thổi một lần. Tôi thấy rất là an toàn và hợp lý, không có gì cả. Tôi thấy thoải mái. Thực tế cho thấy, sau hơn một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia, cho thấy không chỉ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố được kéo giảm, mà còn góp phần quan trọng giúp thay đổi nhận thức, thói quen về lựa chọn phương án giao thông của người dân sau khi sử dụng rượu bia. Khi mà em biết được ra cái nghị định đấy thì cái mức xử phạt đối với mức xử phạt đấy thì phải người dân tham gia giao thông thì phải nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông. Mình bình thường có dám sử dụng rượu bia mà đi lưu thông trên đường không? Dạ không, bình thường thì nếu như mà khi có sử dụng rồi thì tốt nhất là ở nhà, không tham gia giao thông nữa. Thời gian tới để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là trong thời điểm COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng của thành phố sẽ vẫn tăng cường thực hiện việc kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn, cùng với đó là các chuyên đề xử phạt về xe máy điện, xe ba gác tự chế, lỗi thắt dây an toàn khi lái xe. Trong thời gian tới thì tiếp tục xử phạt mạnh về các cái lỗi về gây các cái vụ gây tai nạn giao thông, đặc biệt là các cái lỗi về các cái lỗi cố hành vi cố ý, ví dụ như vượt đèn đỏ, đấy, không thắt dây an toàn, rồi điều khiển xe lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm và đặc biệt là các cái lỗi về nồng độ cồn thì tôi vẫn xử phạt nghiêm minh. Đặc biệt trong thời gian tới thì Công an thành phố cũng đã có một cái kế hoạch cao điểm về xử phạt về các cái xe chạy bằng điện và các cái xe tự chế ba bánh bằng điện. Chúng tôi sẽ xử phạt nghiêm và tạm giữ và thu lập biên bản tạm giữ và thu theo quy định của nhà nước. Theo thống kê của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Lào Cai, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 năm 2020, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông, thiệt hại 4 phương tiện. Thời gian này, lực lượng chức năng của thành phố đã lập biên bản 342 trường hợp, tạm giữ 194 phương tiện, tước giấy phép lái xe của 101 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính và nộp kho bạc nhà nước là trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Ngày 13 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, BITIS, đã khởi công dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế Lady Hill Resort Sapa tại khu vực phường Phan Xipang, thị xã Sapa. Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Lady Hill Resort Sapa có diện tích 22.000 m², tổng vốn đầu tư cho dự án gần 700 tỷ đồng. Đến nay, công ty BITIS đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư theo quy định, xây dựng hạ tầng với kinh phí đã đầu tư là 82 tỷ đồng. Thời gian tới, công ty BITIS tập trung đầu tư xây dựng khu khách sạn trung tâm và các hạng mục khác. Tỉnh Lào Cai, huyện Sapa và hiện nay là thị xã Sapa thì rất tích cực và hỗ trợ rất có hiệu quả, tạo những cái điều kiện từ những ngày đầu tiên phải thỏa thuận với những người dân để có được một cái diện tích cho cái dự án là 220.000 m² trên tọa lạc ở phường mới hiện nay là phường Phan Xi Phan, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, một cái địa điểm cũng rất tuyệt vời để phát triển cái dự án. Cái thứ hai là cũng được sự đồng tình ủng hộ và đồng thuận của người dân trong cái quá trình giải phóng mặt bằng. Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế Lady Hill Resort, khu khách sạn trung tâm gồm khối nhà hình cung theo ý tưởng hình khuyên tai của các cô gái dân tộc thiểu số tại Sapa, được chia làm 4 nhà liền nhau chạy dài theo địa hình xây dựng với 156 phòng nghỉ cho 600 khách. Trong tổng thể dự án,
ngoài khu khách sạn trung tâm còn có các hạng mục như hội trường, sân cảnh quan, tổ chức sự kiện, hệ thống đường dạo, bể bơi vô cực, sân ngắm đỉnh Phan Xipang, bãi đỗ xe cho khách và nhân viên. Chính quyền huyện Sapa đề nghị chủ đầu tư cùng các nhà thầu thi công đảm bảo đúng cam kết trong quá trình thi công dự án. Đây là một cái dự án đầu tiên khởi công trong năm kinh tế trên địa bàn của thị xã. Mong rằng là tiếp tục các nhà đầu tư khác đã tham gia đầu tư các dự án trên địa bàn thì sẽ sớm triển khai hoàn những cái thủ tục để triển khai các dự án tiếp theo trên địa bàn trong năm nay. Dự kiến toàn bộ dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế Lady Hill Resort Sapa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2021. Thanh tra tỉnh Lào Cai vừa công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án khai thác mỏ vàng Saphin và Tasuha của công ty cổ phần Nhẫn. Căn cứ vào quyết định số 3983 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Lào Cai, thì thời kỳ thanh tra tại dự án khai thác mỏ vàng Saphin và Tasuha của công ty cổ phần Nhẫn được tính từ khi thực hiện dự án đến nay. Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc, không kể ngày nghỉ, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng thanh tra đã được phê duyệt, không thanh tra ngoài phạm vi nội dung, đối tượng thanh tra không có trong quyết định thanh tra. Quá trình thực hiện thanh tra, các thành viên đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc các quy định của đoàn thanh tra. Khi thực hiện thanh tra tại đơn vị, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Đề nghị lãnh đạo công ty cổ phần Nhẫn chỉ đạo các phòng ban đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra cần cung cấp đầy đủ hồ sơ cho đoàn thanh tra để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 12 năm 2019 và tháng 2 năm 2020, người dân sống ven suối Ngòi Đun, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai phản ánh về việc nước suối thường xuyên có màu đen và cặn đen bám dưới lòng suối. Nhân dân rất hoang mang bởi nguồn nước này được công ty cổ phần cấp nước Lào Cai lấy để sản xuất nước sinh hoạt. Trước những phản ánh trên, phóng viên thời sự đã tìm hiểu cụ thể. Đây là những hình ảnh nước suối Ngòi Đun ngày 31 tháng 12 năm 2019 mà người dân ở tổ 1A phường Kim Tân, thành phố Lào Cai cung cấp cho phóng viên. Em xí như này làm sao mà sống được. Em chỉnh cho to ra để nhìn rõ luôn. Theo phản ánh của bà con, thì tình trạng nước suối Ngòi Đun có màu đen thường xuyên xảy ra. Những lúc như vậy, trạm bơm nước của công ty cấp nước Lào Cai vẫn hoạt động. Xả nước thải này thì nó cũng thường xuyên. Thỉnh thoảng nó lại xả vào buổi trưa như kiểu xả trộm. Đấy mà nguồn nước thì rất là đen, nhưng mà các anh xuống thấy này là nó như kiểu có cả váng dầu nữa. Sau khi tiếp nhận phản ánh của nhân dân, phóng viên thời sự đã lần theo suối Ngòi Đun để tìm nguyên nhân. Tại thôn Luổng Láo, xã Cốc San, huyện Ba Sát, chúng tôi phát hiện một máy bơm công suất lớn hút nước từ ao ông Lý Văn Minh đổ trực tiếp ra suối Ngòi Đun. Tại thời điểm ghi hình, nguồn nước tại đây vẫn còn màu đen và trong ao là một lớp bùn đen rất dày. Trao đổi với ông Nguyễn Đình Trà, cũng có ao nuôi bên cạnh, thì ao nhà ông có tình trạng nước bị đen. Gia đình ông và nhiều hộ dân khác tại đây thường xuyên phải thay nước ao, dẫn đến tình trạng nước suối Ngòi Đun bị chuyển màu. Còn nguyên nhân nước ao có màu đen như vậy, theo ông Trà là do nguồn nước từ khai trường 15A chảy xuống vào ao tích tụ lâu ngày tạo thành. Một cái ao cá này thì một năm hầu như là phải thay nước độ khoảng 8 đến 10 lần bình quân. Nếu như cái ao này hiện tại như vừa rồi là một tháng là tôi thay nước đến lần này lần thứ 5 rồi. Cái ao này mà nước vẫn đen như thế này. Đen. Đây là bùn nắng. Trước tình trạng trên, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lào Cai đã phối hợp với thành phố Lào Cai, xã Cốc San, huyện Bát Sát và Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh tiến hành khảo sát xác định nguyên nhân. Qua khảo sát các cái ao ở trong khu vực ấy, thì có thể do cái vấn đề địa chất, cái nền đất đá, nó bản chất nó đã có xuất hiện cái màu đen đó rồi, kết hợp cùng với các cái thành phần mà thức ăn thừa của chăn nuôi cá dẫn đến là cái cặn đáy bùn ao nó có cái màu đen. Cũng theo ông Lưu Đức Cường, thì qua lấy mẫu kiểm tra nguồn nước khi có tình trạng thau rửa ao của nhân dân, thì hàm lượng cặn trong nước TSS có tăng lên so với bình thường.
Tại địa điểm nước xả ra suối Ngòi Đun, hàm lượng sắt tăng. Tại cái điểm xả sau cái cửa xả ao ấy thì qua kết quả đánh giá cho thấy thì có hai cái chỉ tiêu vượt cái quy chuẩn, đó là chỉ tiêu cái cặn lơ lửng TSS, cái chỉ tiêu thứ hai là chỉ tiêu sắt là có vượt so với cái quy chuẩn cho phép đối với quy chuẩn 08 về nước mặt phục vụ cho việc mà cấp nước xử lý cấp nước cho sinh hoạt. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, giám sát nước sông Hồng và nước suối Ngòi Đun, tăng cường việc lấy mẫu quan trắc chất lượng nguồn nước để cảnh báo kịp thời cho nhân dân sử dụng nguồn nước vào mục đích sinh hoạt, tưới tiêu, nuôi thủy sản. Đối với huyện Bát Sát, giám sát tình trạng xả bùn trong ao nuôi tại thôn Luổng Láo xuống suối Ngòi Đun. Đối với công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, phải thường xuyên theo dõi, quan trắc, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu nước cấp sinh hoạt. Trường hợp các chỉ tiêu không đảm bảo phải có cảnh báo cho nhân dân tại các khu vực có sử dụng nguồn nước cấp, đồng thời có giải pháp xử lý để đảm bảo các chỉ tiêu nước cấp nằm trong ngưỡng cho phép. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.